Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ê, hai đứa kia đang chuẩn bị bắn nhau này. Ghê. Thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi nha em ơi. Ok, cái đây mạng của kẻ địch này. Chạy nhanh. Wow, đậu xanh, chạy nhanh các bạn ơi. No, đừng bắn mình. Đừng bắn mình bạn ơi. Mình chỉ nhớ ăn mạng thôi mà bạn ơi, đừng bắn mình. Ngồi tạm ở đây cái đã anh em ạ. Các bạn là kẹo không có máu để cuốn cơ. Vứt đạn xuống lục với lại xuống lục đi, không cần này. Chờ địch chạy qua anh em ơi. Đây à. Wow, qua đây em ơi. Có giỏi qua đây. Wow. Có giỏi qua đây. Có giỏi qua đây. Yes. Thế là kẻo đã có được mạng thứ hai nhá. Đây, mình còn máu cái đã. Làm gì mà căng hả anh em. Còn cho phun máu chơi game dễ top 1 các bạn ạ. Ôi, tại anh sĩ mà em phải thức khuya. Em ơi, sorry em nha. Bởi vì là kẹo ngày hôm nay thì live hơi muộn nhá. Nên là off hơi muộn anh em ạ. Wow, nó gai mìn. Gắt vậy. Xíu nữa thì mình bị bay cái giáp anh em ơi. Ồ, có siêu xe luôn nhưng mà kẹo sẽ rút thêm đồ cái đã. Quan trọng là có ba lô 2 và chúng ta sẽ cuốn máu đây anh em. Mình chỉ còn lại có 17 viên đạn tử liên mà thôi ấy. Wow, ít thế nhỉ. Ra ngoài nào anh em. Lấy xe và chạy đi sa mạc thôi các bạn ơi. Let's go. À đây, úi dồi ôi, thằng nào đây vậy hả? Cái đậu xanh. Thằng nào đây vậy hả? Wow, chạy với anh nhỉ? Để coi mày chạy đâu. Chạy đâu hả mơi? Wow, cái đậu xanh gắt vậy ai chơi? Wow, gắt vậy ai chơi hả nhá mơi? Ok, đã xong nhá. Xíu nữa kẹo đai đơn giản là vì kẹo hết đạn súng tiểu liên anh em ạ. Ghê chưa? Cuốn máu nào anh em ơi. Cuốn cho full máu luôn, chơi game cho tự tin các bạn ơi. Đấy, quan trọng là nó là cái thần thái. Ở đây chúng ta sẽ lại có thêm được đạn súng tiểu liên nhé. Ngon chưa anh em? Mình sẽ ra ngoài một xíu coi. Không thể vào xe cái đậu xanh. Đây. Được chưa mọi người? Và hiện tại thì ở trong cái bài đấu này nó còn là bao nhiêu đây anh em? 26 thanh niên nữa nhưng mà kẹo hiện tại đã hết túi máu rồi anh em ạ. Wow. Hẳn là như mèo đổi chuột hả em? Bây giờ thì kẹo sẽ lên phía cổng trời nha anh em ơi. Cùng kẹo đi sang bạn nào. Đây các bạn. Xem là đây chúng ta sẽ có gì nào các bạn ơi. Tôi nhớ là phía dưới có một cái nâng giáp này. À đã có người này anh em ơi, đã có người này. Hello bạn ơi, đừng chạy bạn ơi. Bạn ơi đừng chạy, đây à? Wow. Đừng chạy đây à? Đây à? Wow. Đây à? Quay đây à? Đây à? Ok, xanh mộ cho em. Quá là dễ dàng. Như vậy thì hiện tại kẹo đã có cho mình được 4 kill rồi nha mọi người. Thằng này nó lại không có đạn tiểu liên cơ. Chán ghê ta. Mình sẽ xuống phía dưới khu vực đó là khu dân cư coi. Wow, vẫn chưa có ai cả anh em ơi. Cùng kẹo đi sang đoạn nào anh em. Chết dở có thấy ai đâu. Phía này thì sao nhỉ các bạn.
cũng chưa thấy một ai luôn. Wow, cái đậu xanh. Tại sao vậy? Hẳn là không thấy một ai luôn này. Qua phía này coi, chúng ta sẽ có gì đây anh em? Ơ, trong UAV không có ai cả. Thế mình chạy qua là hơi thừa. Đây, chạy thẳng qua phía này coi. Hello mọi người, kéo đây ạ. Tất nhiên là phải gắt rồi nha các bạn ơi. Wow, ở đây thì kẹo lại chả thấy ai cơ. Cái what the hell. Nên là mình sẽ chạy bộ lại phía thung lũng cơ mà. Ơ, tất cả thì nó vẫn vắng như thế thôi. Vâng, và bây giờ thì kẹo sẽ phải truy tìm được vị trí của 23 người chơi còn lại ở trong cái ván đấu này luôn. Đó, chạy lằng ngoằng nhưng mà không thấy một ai. À, tiếng xe các bạn ơi. À, phía dưới cũng có người luôn nha. Dưới này à? Đâu vậy? Ủa, đây hả em. Wow, đây hả em ơi. Xanh mộ cho em. Rút đồ cái đã anh em ơi, bom keo này. Ngon. Để trả thôi. Wow, đạn súng trường có lẽ là hơi nhiều. Mình sẽ vứt bớt đạn súng trường đi này. Đó. Và tất nhiên là kẹo sẽ rút thêm bom keo nha anh em. Đây, ok. Có một ít chưa nhỉ? Wow, chưa có một ít luôn này. Liệu có một ít cái đã. Rồi, let's go. Let's go các bạn ơi. Trang bị bốn ít vào này. Ok anh em. Ui, xe này hơi nát rồi. Ơ, cái đậu xanh. Ơ cái đậu xanh, mày chạy à? Ok, chạy hả em? Cùng kẹo lên xe, chạy đi săn mạng nào anh em ơi. Điện thoại anh thì pin còn trâu lắm em ơi. Phía trên này thì sao nhỉ các bạn? Đây có ngay một cái thính ở phía đó là phía 210 nhá. Cứ chạy qua cái đã. Kẹo mới chỉ có được 6 kill thôi anh em ơi. Người đâu vậy? Wow, không có ai. Không có ai anh em ạ. Chỉ là một cái thính đó là thính AWM. Đây, và kẻ sẽ chạy vào khu dân cư coi. Ui, đây là khu dân cư nhé mọi người. Ngay trên tầng 2 này. Ồ, đậu xanh mà điểm gì vậy? Ui, cái đậu xanh em ơi. Làm gì vậy hả em? Mày chạy à? Ô, mày chạy à? Chạy đâu vậy hả em ơi? À, chạy à? Tính chạy à? Wow, tính chạy à? Ok, xanh mộ cho em. Kẹo xe của màu cái đã. Lên xe và tiếp tục đi săn mạng thôi. Ơ, nhưng mà mình xem là nó có đạn tiểu liên không. Đây, thêm một ba đạn tiểu liên nhé. Lên xin lỗi mọi người ơi, hình như là mới có một thính mới rơi nhá. Em chỉ mong đến nghỉ hè để xem sĩ like. Wow. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Đây, kẹo sẽ chạy xem qua mấy cái phía này. Wow, để coi. Để coi nào các bạn ơi, đây. Qua phía này nha mọi người, đó ở ngay hướng 165 độ nhá. Wow, đây rồi. Thế này có lẽ là hơi xa, không biết là có cái gì đây anh em ơi. Không biết là có đồ ngon hay không nhỉ. Chạy ra ngoài đây mà không có đồ ngon nữa thì hơi bị phí. Wow, có đậu xanh. Wow, có đậu xanh. Ghê vậy ai chơi. Còn máu có đã, ghê vậy ai chơi. Để lên mạng à? Gắt. Để lên mạng à? Gắt nhỉ? Wow. Thằng này xấy mình có vẻ căng anh em ạ. Sợ thật, xíu nữa kẹo bị đai cơ.
Bạn này bắn nhanh đấy. Anh em đã thấy gắt chưa? Bây giờ thì kẹo mới chỉ có được đó là 8 kill thôi anh em ơi. Qua bên này nào, cuốn nốt túi máu nào, cho nó phun máu chứ các em cho tự tin. Trận sau em đá chim anh sĩ. Ui, em ơi anh sợ. Em ơi đừng đá chim anh, xưng chim bây giờ em. Bây giờ mình có cần lượm túi máu không? Túi máu chắc chắn là cần lượm thêm rồi. Đây, thêm túi máu nhá. Lựu đạn luôn. Ok anh em ơi, cùng kẹo đi săn mạng nào anh em. Mình sẽ chạy lên phía trên cái đã. Ôi em ơi, anh xấu trai mà. Mười thần nữa cả để coi. Wow. Xem là mười thần đang ở đâu anh em ạ. Có vẻ hơi gắt. Mình sẽ ăn tạm cái nấm cái đã. Đơn giản là bởi vì là nhân vật ngày hôm nay mình đang chơi đó là Hayato và mình không có add tính năng của nhân vật Migo anh em ạ. Nên là tranh thủ ăn nấm để cho nó tăng cái lượng EP. Tiếp tục ăn nấm nha mọi người. Ai ơi, kẹo, hè thì kẹo vẫn like bình thường nhá. Like bình thường thôi anh em, chứ còn là sao nữa hả? Wow. Trong UAV không có ai cả, ngoài này thì khá là vắng. Nên là đây sẽ là một cái khu vực tương đối là an toàn cho anh em ạ. Kẹo mới có 8 kim mà thôi. Uầy. Ngoài kia có một thứ anh em ơi. Một phút nữa bao thua lại rồi. Kẹo sẽ lợn lầu con phía đi coi. À có bom keo. Bom keo thì cẩn thận là sẽ có người nha anh em. Kẹo chạy lên phía trên cái đá. Wow các bạn ơi, làm gì mà căng. Bắn nhau căng vậy. Đâu vậy, đâu vậy. What the hell, bắn nhau ở đâu mà căng vậy. Trong bom keo này à. Chưa tính người anh em ơi. Ghê quá nhỉ. Ồ oh. Một đứa như là xong bom keo anh em ơi. Thế thì ghê rồi. À đây đây. Mày đây à. Mày đây à, mày đây à, mày đây à, mày đây à, mày đây à. Wow, mày đây à. À dựng bom keo nhanh đến nhỉ em. Một đứa ở ngay phía xa đấy, một đứa ngay phía xa này, ngay phía xa này, ngay phía xa này. Ok xanh ngộ này. Bây giờ thì kẹo chỉ chờ đứa dựng cả bom keo thôi. Wow, kẹo sẽ chạy ra phía này anh em ạ, từ từ. Để cho đánh lạc hướng nó cái đã. Xong là từ từ mới quay lại cứ nói anh em ơi. Anh cố top 1 nhé. Ok em. Kẹo sẽ cố top 1 nha. Một đứa ở ngay cái chỗ ống cấu nha anh em. Từ từ cẩn thận cẩn thận. Cẩn thận nha các bạn. Đây đứng tạm trong này trong bo này. Qua một đứa nữa. Uầy, chúng nó chạy qua kêu mãi nhau à. Phải không vậy, phải không vậy. Nó đang ngồi sau ống cống anh em ơi. Gắt à nha. Kẹo sẽ đứng tạm ở đây anh em ạ. Có lẽ là hơi căng. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Bo thu kìa em, chạy đi em ơi. Đây. Còn một xíu bo nữa anh em ạ. Và nó vẫn đang đứng ở đấy. Kẹo có nên vào bo trước không anh em ơi. Hay là chờ nó nhỉ? Chờ nó thêm một xíu nữa nha các bạn. Thôi kệ tôi kệ đi. Chạy vào bo trước, mình sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn. Còn lại có 30 giây nữa bo thu rồi anh em ơi. Cho cái đấy thì kẹo đã có được 9 kill nhá. À, nó dùng bom keo hai đầu à? Ghê vậy em. Thế thì anh sợ rồi. Dùng bom keo hai đầu có lẽ hơi gắt anh em ạ. Tôi sẽ đứng tạm ở đây. Đứng tạm ở đây và chờ nó anh em ạ. Mày chạy à? Mày chạy à? À mày chạy à? Nó đang đứng ở chỗ nhà để xe anh em ơi. Thôi kệ vậy thì kẹo sẽ vào phía trong sở cơ khí nhá. Phải vào trong cái đã anh em ơi. Đây đây. Canh phía sau luôn anh em ạ. Không là kẹo sấp mặt vào chúng nó luôn. Wow.
Bo đang thu rồi nha em ơi. Thế thì ghê rồi. Chạy vào đi em ơi. Bo thu rồi kìa em. Chạy vào đi em ơi. Chạy vào đi em ơi. Wow, vẫn đứng đấy cơ. Vào bo đi em. Ây. Ghê vậy. Nó chạy đâu rồi nha em ạ? À đây đây, ở ngay phía xa, ở ngay phía xa. Phía trên này có một đứa nhá. Như là đây, ở đây mình sẽ có lợi thế nhất này. Ồ, đứng ở ngoài rồi anh em ơi. Còn lại được 4 đứa cơ. 4 đứa thì ghê rồi anh em ơi. Đứng đâu chả an toàn nhỉ các bạn. Đứng ở đây có lẽ sẽ an toàn này. Wow. Kẻ sẽ đứng tạm ở đây nha mọi người. Một đứa nữa thì hơi bị căng này. Đứng tạm ở đây luôn này. Bo thu kẻ mấy đứa, chạy đi mấy đứa ơi. Chờ cho nó chạy xuống cái đã. Mình sẽ kêu cho nó luôn. Gắt vậy, ui chơi cả SWM cả. Thế thì ghê rồi. Đã bị hạ vì bo. Còn ba đứa, ghê vậy anh em. Còn tận ba đứa cả. Ui, chúng nó chất nóc xưởng với nhau à. Thế thì ghê rồi anh em ơi. À đây, đây. À đây, à đây. À đây. À đây anh em ơi. Ngay phía trên nha mọi người. Phía trên có một đứa nha anh em ơi. Qua để coi nào. À, mày chạy xuống phía dưới cả. Chạy xuống phía dưới cả. Chạy xuống phía dưới cả. Xanh mộ cho em ơi. Biết vậy ai chơi hả em? Anh có máu cái đã. Wow, thằng cuối đâu vậy anh em? Thằng cuối đâu vậy anh em ơi? Thằng cuối đâu vậy? Thằng cuối đâu vậy anh em ơi? Thằng cuối đâu vậy anh em ơi? Thằng cuối đâu? What the hell, thằng cuối đâu rồi? What the hell anh em ơi, thôi có đâu vậy. Thế này kéo chịu rồi, ui. Bơ máu nào anh em ơi. Ghê vậy thằng cuối đâu rồi. Ui, nhân giống anh em ơi. Hay quá nhỉ, thằng cuối nó đang định là cuốn máu anh em ơi. Đấy, dít máu luôn anh em. Ăn mừng nào anh em. Wow, tuyệt vời. Vừa ăn mừng vừa cuốn máu luôn này. Ok, như vậy là trong cái video này thì kẹo đã được tới 1 rồi nha anh em. Lên được bạch kim 5 rồi anh em ơi. À đây là bạch kim 4 à. Kẹo hơi nhầm anh em ạ. Số nha, cảm ơn 1178 bạn đang xem live trên kiểu kẹo nhá. Hôm nay kẹo đã được nút 1 với 10 kill này, ngon chưa anh em? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.